Chào thầy, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thuyết trình một sơ đồ tổng quan lớp 2. Sơ đồ của mình gồm 4 nhánh. Nhánh 1, hình học chu vi tam giác, tứ giác, đường gấp khúc, đường thẳng, hình chữ nhật, hình tứ giác. Nhánh 2, số học, phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, tấu, tạo số trong phạm vi 1.000. Nhánh 3, giải toán, bài toán về ít hơn, bài toán về nhiều hơn. Nhánh 4, đại lượng, độ dài, đo khối lượng, đo thời gian, tiền Việt Nam, dung tích. Cảm ơn các bạn đã nghe bài thuyết trình của mình.